Kính chào quý khán giả xem truyền hình, quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phỏng vấn chuyên đề phát sóng tối thứ năm hàng tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, cháy nổ thì nó là cái nguy cơ thường trực ảnh hưởng đến tính mạng cũng như là tài sản của người dân. Trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán thì cái nguy cơ cháy nổ nó lại cao hơn các thời điểm khác trong năm. Vậy thì các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như các hộ gia đình thì cần thực hiện những cái biện pháp gì để thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất những cái vụ cháy đáng tiếc xảy ra. Để trao đổi cụ thể hơn về cái vấn đề này thì hôm nay chúng tôi có mời đến chương trình Trung tá Nguyễn Văn Thưởng, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh. Trước hết thì xin cảm ơn Trung tá đã dành thời gian tham gia chương trình. Trước khi trao đổi về chủ đề hôm nay thì mời Trung tá cùng quý khán giả theo dõi một clip ngắn. Bước vào cao điểm Tết và lễ hội Xuân Nhâm Dần 2022, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh luôn đảm bảo quân số thường trực 24/24, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Cùng với chuẩn bị về lực lượng trang thiết bị, phương án ứng trực, Phòng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị doanh nghiệp, hộ kinh doanh chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Đối với công tác phòng cháy thì chúng tôi hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng các nội quy quy định của nhà nước trong công tác phòng cháy chữa cháy và phải đảm bảo an toàn về công tác phòng cháy, ví dụ như là hệ thống giao thông phục vụ công tác chữa cháy này. Đấy, hệ thống điện là phải đảm bảo an toàn về phòng cháy theo đúng quy định. Rồi là các cái trang thiết bị phương tiện về phòng cháy tại chỗ của cơ sở đấy là phải thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng. Đấy. Rồi đối với cả công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy thì đội viên đội phòng cháy cơ sở của các cơ sở khi đã được thành lập thì phải được huấn luyện, bồi dưỡng và cấp cái giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy theo đúng quy định. Trong thực tế, mặc dù đẩy mạnh công tác phòng ngừa, nhưng năm nào trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra các vụ cháy nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về tài sản. Bởi vậy, trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nhâm Dần, các lực lượng chức năng tập trung siết chặt công tác quản lý, thanh kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy theo phân cấp quản lý. Từ đầu năm 2021 thì công an thành phố được phân cấp là quản lý các cái chợ trên địa bàn thành phố. Thì ngay khi nhận được cái nhiệm vụ quản lý về công tác phòng cháy cháy đối với các chợ thì chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban dân thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về công tác phòng cháy cháy, và đặc biệt chúng tôi đã thường xuyên xuống các chợ để tiến hành kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các cái hộ kinh doanh chấp hành tốt các quy định về phòng cháy cháy, mục đích là nhằm ngăn chặn không để cháy nổ xảy ra. Cháy nổ có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, và một khi đã xảy ra thường gây thiệt hại lớn tới tài sản, tính mạng. Chính vì vậy, bên cạnh các biện pháp của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ gia đình cần nâng cao hơn nữa ý thức phòng ngừa cháy nổ, nhất là trong dịp Tết đến xuân về. Vâng, thưa Trung tá Nguyễn Văn Thưởng, là năm 2021 thì cái tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh ta diễn ra như thế nào? Năm 2021 thì trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 16 vụ cháy và 4 sự cố chập cháy lưới điện hạ thế 0,4 kV. Trong 16 vụ này thì có xảy ra tất cả là 14 vụ cháy nhà dân và các phương tiện giao thông cơ giới. Và không một vụ cháy ký ốt tại chợ Long Bua. Lực lượng tại chỗ đã chủ động phát hiện và dập tắt kịp thời tất cả 9 vụ cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tiếp nhận thông tin báo cháy và triển khai lực lượng phương tiện dập tắt kịp thời 9 vụ, 7 vụ cháy. Bảo vệ hướng dẫn trực tiếp thoát nạn cho 5 người thoát ra khỏi đám cháy an toàn và bảo vệ được tài sản không bị thiệt hại trị giá hàng chục tỷ đồng. Về thiệt hại do cháy qua 16 vụ cháy này thì làm chết 1 người, bị thương 5 người và tài sản bị thiệt hại ước tính trên 7 tỷ đồng. Vâng, thưa Trung tá, là qua những cái vụ cháy trong thực tế thì những cái nguyên nhân chính dẫn đến những cái vụ cháy mà chúng ta đã ghi nhận là gì ạ? Qua tổng kết nguyên nhân của 16 vụ cháy thì chúng tôi thấy là nguyên nhân chủ yếu là do sự cố các thiết bị điện chiếm tới 12 vụ trên tổng số 16 vụ, và 04 vụ cháy thì do sơ suất bất cẩn trong quản lý sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Nhưng nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân bản chất theo chúng tôi nhận định thì vẫn là do
vấn đề con người gây nên. Cụ thể, ví dụ do các cái thiết bị điện, rất nhiều chủ cơ sở, chủ hộ gia đình lắp thêm các cái thiết bị điện có công suất tiêu thụ lớn dẫn đến quá tải, chập cháy. Hoặc là quá trình đấu nối thêm các thiết bị điện không đảm bảo các yêu cầu nguyên tắc an toàn điện, rồi là sử dụng tiết điện dây dẫn không đảm bảo, rồi là quá trình sử dụng các cái thiết bị điện không đảm bảo an toàn phòng cháy cháy, hoặc là bố trí chất cháy ở gần nguồn lửa nguồn nhiệt, sắp xếp chất cháy, đốt vàng mã, thắp hương thờ cúng, sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt không đảm bảo an toàn về phòng cháy cháy, thì từ đó dẫn đến các cái vụ cháy đáng tiếc xảy ra. Vâng, chỉ còn thời gian ngắn nữa là sẽ đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Bình thường thì trong những cái dịp mà Tết Nguyên đán này thì cái nguy cơ xảy ra cháy nổ ấy, nó cao hơn những cái thời điểm khác ở trong năm. Vậy thì với chức năng nhiệm vụ đã được giao ấy, thì phòng đã xây dựng kế hoạch về chuẩn bị lực lượng, phương tiện cũng như là xây dựng các phương án để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra như thế nào? Thường thì vào các dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là cũng vào dịp cao điểm mùa hanh khô, thì tình hình cháy nổ có diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết. Bởi mấy nguyên do, thời điểm gần Tết hoặc là trong Tết, số lượng hàng hóa, tài sản, nguyên vật liệu phục vụ cho công tác sản xuất ở các cái cơ sở kinh doanh, các cái chợ, các trung tâm thương mại, các kho tàng, bến bãi, đặc biệt là trong các hộ kinh doanh vừa làm nhà ở vừa kết hợp kinh doanh, tập trung một khối lượng hàng hóa, tài sản, chất dễ cháy rất lớn. Cái thứ hai là tình hình sử dụng điện có chiều hướng gia tăng, dẫn đến quá tải, chập cháy. Trước tình hình đó thì với chức năng của đơn vị cảnh sát phòng cháy cháy, chúng tôi đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, trong đó đặc biệt chú trọng các cái biện pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy cháy đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những nơi tập trung đông người, các cơ sở trọng điểm và khu vực dân cư. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy cháy để chủ động phát hiện những cái tồn tại thiếu sót, có cái kiến nghị cơ sở hoặc chủ hộ gia đình khắc phục kịp thời các cái nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Bên cạnh đó thì cũng chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ, tổ chức thường trực, ứng trực, sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin báo cháy, thông tin cứu nạn cứu hộ để kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mục đích là làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản qua các vụ cháy xảy ra. Vâng, xin cảm ơn những thông tin chia sẻ của Trung tá Nguyễn Văn Thưởng. Trước khi tiếp tục trao đổi về chủ đề hôm nay thì mời Trung tá cùng quý khán giả tiếp tục theo dõi một clip ngắn. Trên địa bàn tỉnh ta trong những năm gần đây, hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, đây cũng chính là các điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Vụ cháy chợ Nong Bua vào đầu tháng 3 2021 là minh chứng rõ nét về sự nguy hiểm của giặc lửa. Chính vì vậy, hiện nay công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu vực chợ được lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm. Ở phía ban quản lý chợ, thứ nhất đã thành lập cái tổ củng cố lại tổ phòng cháy chữa cháy ở chợ, có 6 thành viên. Cái thứ hai là thường xuyên tuyên truyền luật phòng chống cháy cháy, và cái thứ ba là thường xuyên kiểm tra các cái hệ thống điện thắp sáng của các hộ gia đình. Nếu như hệ thống điện của hộ gia đình nào không bảo đảm thì vận động gia đình yêu cầu lắp lại hệ thống điện mới. Yêu cầu các hộ gia đình là bếp nấu ăn phải để cách xa vật dễ cháy nổ. Cái thứ hai là về phía thắp hương thờ cúng đốt vàng mã phải có người trông coi. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, ý thức của người dân, các hộ kinh doanh về chấp hành quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy được nâng lên đáng kể. Cửa hàng của tôi thì đọc toàn đồ là dễ cháy, mà toàn đồ đắt tiền, toàn thờ khờ đồ thờ cúng. Cho nên là chúng tôi là rất là lo sợ về cái vấn đề phòng cháy chữa cháy. Cho nên là chúng tôi là rất là tích cực và rất là nâng cao vấn đề phòng cháy chữa cháy. Nên là chúng tôi bán hàng là chúng tôi rất là chú tâm đến cái việc bảo quản hàng hóa, rồi bảo quản là về cái vấn đề về điện đóm là cháy nổ. Thời gian qua, những vụ cháy lớn trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng là hồi chuông cảnh báo về hiểm họa cháy nổ. Chỉ một phút lơ là chủ quan có thể đánh đổi bằng tài sản, thậm chí là tính mạng con người.
Vâng, thưa Trung tá Nguyễn Văn Thưởng, là tại những cái khu vực trọng điểm như là chợ đầu mối rồi một số cái doanh nghiệp kinh doanh những cái mặt hàng đặc thù như là xăng dầu thì cái nguy cơ xảy ra cháy nổ rất là cao. Vậy thì cái công tác phòng cháy chữa cháy tại những cái đơn vị này thì được đơn vị quan tâm như thế nào? Có thể xác định tại các chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh các mặt hàng có điều kiện như xăng dầu, khí, dầu mỏ hóa đồng. Đây là những trọng điểm về phòng cháy cháy và tập trung một lượng lớn đông người. Khi xảy ra cháy nổ thì sẽ để lại những hậu quả rất là khôn lường. Trước cái tình hình đó thì công tác phòng cháy cháy tại các cái cơ sở trọng điểm này đã được đơn vị chú trọng quan tâm đặc biệt, triển khai các biện pháp về phòng ngừa, trong đó tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các cái tổ chức cá nhân triển khai đồng bộ các biện pháp về phòng ngừa, hướng dẫn chủ cơ sở tự kiểm tra các cái điều kiện về an toàn phòng cháy cháy tại cơ sở mình và tổ chức duy trì thường xuyên liên tục các cái điều kiện về an toàn phòng cháy cháy, xây dựng cái lực lượng tại chỗ đảm bảo đủ mạnh và tổ chức ứng trực, đặc biệt là vào các giờ cao điểm ban đêm, buổi trưa, các cái ngày lễ Tết để chủ động phát hiện các cái sơ hở thiếu sót về phòng cháy cháy, rồi là củng cố phương án chữa cháy tại chỗ. Vâng, như qua cái vụ cháy của chợ Đông Bua thì những cái bài học kinh nghiệm của chúng ta rút ra là gì? Có thể nói là mặc dù triển khai các cái biện pháp phòng ngừa về an toàn phòng cháy cháy tại chợ, tuy nhiên thì qua vụ cháy chợ Đông Bua cũng còn bộc lộ rất nhiều các cái tồn tại trong việc tổ chức thực hiện, đặc biệt là những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động. Ví dụ như là việc tổ chức duy trì các cái điều kiện về an toàn phòng cháy cháy của cơ sở không được thường xuyên liên tục, công tác tự kiểm tra của cơ sở còn nhiều hạn chế, đặc biệt là về ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy cháy của một bộ phận không nhỏ hộ kinh doanh ở trong chợ cũng chưa được thường xuyên liên tục. Cụ thể như là không duy trì thường xuyên cái việc thiết kế lắp đặt hệ thống điện ngay từ thiết kế ban đầu, mà tự ý thay đổi thiết kế, tự ý câu móc thêm các cái thiết bị thu tiểu điện, quá trong trình đấu nối không đảm bảo các nguyên tắc an toàn điện. Đặc biệt nữa là hành lang nối đi từ cổng đến chợ đều bị cơi nới lấn chiếm, làm tăng cái khoảng cách cháy lan, rồi là cản trở các hoạt động khi mà có sự cố tình huống cháy nổ xảy ra. Vâng, vậy thì trong thời gian tới thì những cái bên cạnh cái công tác vận động tuyên truyền thì cái việc thanh kiểm tra sẽ được phòng đẩy mạnh như thế nào để thực hiện hiệu quả hơn nữa cái công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở? Bên cạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy thì công tác kiểm tra cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cái việc thực hiện các cái nhóm giải pháp về phòng ngừa. Theo quy định của luật phòng cháy chữa cháy thì quy định rất rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền, người đứng đầu các cơ quan đơn vị, chủ hộ gia đình phải tự tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy cháy trong phạm vi quản lý của mình. Lực lượng công an, trong đó nòng cốt là lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy, có trách nhiệm kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các cái việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy cháy đối với các cái cơ sở. Hiện nay thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, của Công an tỉnh Điện Biên thì toàn lực lượng công an tỉnh từ tỉnh đến cấp xã đang triển khai kế hoạch cao điểm về tuyên truyền và tổng kiểm tra đến 100% các cơ sở nguy hiểm cháy nổ trên địa bàn toàn tỉnh. Mục đích của công tác kiểm tra là nhằm phát hiện các cái tồn tại thiếu sót, các cái nguy cơ mất an toàn về phòng cháy cháy, để từ đó có các kiến nghị, có cái giải pháp về phòng ngừa để đảm bảo hạn chế mức thấp nhất các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Và bên cạnh công tác kiểm tra thì cũng chủ động phát hiện các hành vi vi phạm nghiêm trọng về an toàn phòng cháy cháy, có nguy cơ cháy nổ, từ đó có cái biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật để tạo tính răn đe, để nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, người đứng đầu cấp ủy và các hộ dân trong việc tự giác thực hiện chấp hành các cái quy định về phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ. Vâng, vậy thì trước khi khép lại chương trình hôm nay thì Trung tá còn điều gì muốn chia sẻ thêm về công tác phòng cháy chữa cháy trong cái dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán sắp tới? Cũng chuẩn bị bước xuân mới, Tết cổ truyền của dân tộc, xuân Nhâm Dần 2022. Thay mặt cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, xin được kính chúc sức khỏe tất cả công chí và toàn thể các hộ gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và hãy chấp hành đúng các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chính là bảo vệ chính tài sản,
tính mạng của cơ quan đơn vị và của ngay hộ gia đình mình, và chủ động tích cực chấp hành các cái biện pháp về an toàn phòng cháy cháy để xuân này thì ngọn lửa mãi mãi là niềm vui, niềm hạnh phúc của mọi gia đình. Vâng, xin cảm ơn những thông tin chia sẻ của Trung tá Nguyễn Văn Thưởng. Thưa quý vị và các bạn, vui xuân đón Tết nhưng không lơ là trước giặc lửa, đó là thông điệp những người lính phòng cháy chữa cháy muốn gửi gắm. Hy vọng qua chương trình hôm nay thì quý vị và các bạn đã có thêm những hiểu biết và những kiến thức để thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tài sản và tính mạng của gia đình và bản thân, hạn chế đến mức thấp nhất những nguy cơ xảy ra cháy nổ trong dịp Tết. Một lần nữa xin cảm ơn Trung tá Nguyễn Văn Thưởng, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã dành thời gian tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào các chương trình lần sau.